Rồi, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài giống như tôi như hôm qua mình đã hứa. Nhanh và gọn luôn. Giống như tôi có tông là đô thứ nha. À, lúc huy âm ca là đô thứ nha các bạn. Thì ở trong cái chủ âm đô thứ này là nó có bài này là nó có ba dấu dáng. Thứ nhất là si dáng nè, nốt si dáng nè, rồi mi dáng nè, nốt la dáng nè, ha, mình phải xác định ba dấu dáng đó đã, rồi xong mình solo này kia mình nắm được ba dấu dáng mình cho nó dễ nhớ nha các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ hướng dẫn bốn câu đầu trước cho các bạn ha. Câu thứ nhất, các bạn mà không có phím thì đánh móng tay cũng được nha, các bạn nào móc cũng được tùy. Làm lại câu đầu, à, đồ mi fa son 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 fa mi fa, đồ mi fa son 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 fa mi fa, nhớ là mi dáng nha, đồ mi dáng fa son 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 là son thăng và son luyến nè, bấm nút son rồi đánh một cái mình thả ra đó, luyến luyến hai là son son fa mi fa. Các bạn nào chưa quen thì đánh hai nốt cũng được. Đó, tùy ha. Làm lại nha. Đồ mi fa son 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 fa mi fa. Rồi, câu thứ nhất. Câu thứ hai nó khó hơn câu thứ nhất. Si re mi fa là si re mi fa, si re mi fa 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 son fa mi re mi. À, câu thứ hai là nó có nốt si thường nha các bạn, chứ không phải si dáng nha. Đó, câu thứ hai nó có nốt si thường. Si re rồi mi nè, kéo xuống đây là mi nè. Đó. Mi dáng là rê thăng nha các bạn, nhớ là đây là rê thăng cũng là mi dáng là hai nốt là một nha các bạn. Làm lại, si rê mi fa, kéo ngón số 1 luôn, fa fa rồi son fa mi rê mi son nè, son fa mình luyến nè, à nè ha, đánh một nốt thôi, mình đã bấm nút xón vô giữ nút pha lại nha, nút pha nè giữ lại nút xón nè, đánh vô nè, xong mình thả ra nè, thả ra nhưng mà cái tay mình phải nhích liền, tay mình phải bấm đánh theo như thế này nhận luyến đó, à son pha, à son pha mi, à son pha xong rồi mi. Mi ra dây số 3 là mi dáng nè, ha. Dây số 3 đây. Là rê thăng á. Rê nè, rê thường nè. À, làm lại câu thứ hai hơi khó nha. Si rê mi fa 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 son fa mi rê mi. À. Câu thứ 3. Câu thứ ba là lặp lại câu thứ đầu tiên. Đó, câu thứ ba lặp lại câu đầu. Rồi. Câu thứ tư. À, nó khác gì? Nó khác là nó trở về đô thôi. À, câu thứ tư nó na ná như là giống câu thứ hai thôi. Làm lại câu thứ tư nha.
Si, Re, Mi, Fa. Đó. Fa, Fa, Son, Fa. Mi, Re, Đô. Đó. Nó đồ trở về đô thứ nha. Câu thứ tư làm lại nha. Đô. À, nốt đồ rồi. Đô. Nó nốt đồ xong nha. Làm lại nha. À, nốt đồ xong cái mình dằn cái là nốt son đó. Đó, đô, đô son. Tiếp theo nha. Đô son, fa son, son, fa re son. À, đô son fa. À, học câu này nha. Làm lại. Đô son. À, đô son nhưng mà mình bấm cái thế đô thứ nè. Thế đô thứ là bấm ba ngón nhưng mà nó son là cái dây một cuối cùng nè. Nhưng mà mình đánh chung nè. Đó. Hiểu không? Đô son fa son thăng son thường fa mi son đô son fa son thăng. À, lại nha. Đô son fa son son fa mi son đô son fa son. À, làm lại nha. Đô nè. Đô đô son fa son thăng son son fa mi son đô son fa son. À, son thăng nhá. Rồi. Xong câu đó xong. Làm lại nè. À, cái câu chạy nè. À. Xong rồi. Son fa mi re đô si son. À, mình chạy cái câu này nhanh nha. Son fa mi re đô si dáng. Son thăng. Son son fa mi re đô si dáng nè. Son thăng. Son thăng nè. Đó, dây 4 út nè. Ừ. Tới đây thôi nha, làm lại nha. Son fa mi re đô si son. Son fa mi dáng. À, re đô si dáng son thăng. Rồi. Câu này mới khó nè, tiếp theo. Đó, mình học câu này nha. Đánh chậm nè. À, son 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 fa son si son son fa mi re. À, làm lại câu này hơi khó nên các bạn để ý kỹ nhé. Son liên nè. À, son son thăng nè. Son nè. Son son. À. À, làm lại nè. Son 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 fa son si. À, si dáng. Son thăng. Son thường. Fa son fa
mi, rê. Lại nha. Son son fa son si son son fa mi re. Rồi, câu tiếp theo. Si, nè, đô, rê, rê, đô, đô, si thường. Si thường bấm ngay thế son trưởng luôn. Thường. Xong bấm son trưởng. 1, 2, 3, 4, 5. À. Đó, 5 cái son, quạt xuống 5 cái. À. Cái thấy không? Rồi. Câu tiếp nữa. Biết khó nè. Mình vừa đánh câu này xong nè. Đó, câu này hơi khó nha. Xuống đây nó hơi bị xuống đây là nốt pha nữa không, từ nốt pha nha, để ý nha các bạn, để ý nha. Pha son pha mi pha. Rồi, để ý nha, pha son pha. Rồi. Pha son pha. Rồi. Pha son pha mì, mì dán nha. Pha son thăng, son thường. Pha mì son pha mì rê. Đó. Rồi, làm lại nha. Câu được khó á, dẫn đâu. Pha son pha mi pha. À, này pha khác. Son son pha rê. Son pha rê rê. Rồi. Câu tiếp. Rê 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 đô đã. Rê rê mi. Mình nhiều khi mình cứ đọc lộn, lúc rê thăng là nó mi dán, các bạn nhớ nha. Để ý nè. Lâu lâu mình đọc lộn mà rê thăng nó cũng là mi dán đó. À, giống nhau hết. Đây nè. Câu tiếp nè. Đó nè. Rê mi mi rê rê đô. Đó. Dài lắm bạn, dài. Giờ ghép là hai câu nha. Đó, thấy không? Đánh chậm nha. Tăng 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 đồ son pha son nhá, đồ son pha son.
Đó, đồ nè, đồ nè, dằn cái pha nè, son thăng. Rồi chuẩn bị kết nha. Đó, giờ học có đó. Xong rồi, son fa mi re do si, son thăng, son thường. Xong rồi, dằn. Son 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 fa son son. Làm lại. Rồi, bốn lần son trưởng. Một lần pha thứ. Một lần son thăng trưởng, còn lại si giáng trưởng. Cái này là la giáng, la giáng. La giáng trưởng. Xong trở về son. Nè. Rồi, lúc đó vào bài. Vào bài. Đó. Xong cái vừa nghe đó, làm lại ha. Làm lại vào bài nè. Rồi. Đó. Tiếp theo là vào vừa nghe rằng nàng có người yêu. Một đó vậy đó. Bây giờ mình solo hết cho các bạn thử nha. Một đoạn cho mình vào luôn cho các bạn thử nha. Đó. Vô điệu. Bắt đầu vô điệu nha. Bây giờ mình vào điệu cha cha cha. Bài này đánh hợp âm nó đơn giản, ít hợp âm thôi. Chủ yếu là điệu là chính. Mà vô điệu nó khó, khi mình ráp vô nó mới khó nè. Ui cha cha. Ui trời, cái điện thoại hết dung lượng. Nó báo hết dung lượng rồi, thôi bây giờ mình tắt để xong mình xóa bớt. Ha. Để tí tí mà. Tắt cái này. Các bạn đợi nhìn nha. Tắt này.